Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Tuyển Việt Nam đã có khởi sắc suôn sẻ khi đánh bại chủ nhà Lào 6-0 tại trận mở màn bảng B AFF Cup 2022. Mặt sân xấu khiến trong vài phút đầu đội Việt Nam có pha xử lý lỗi, các cầu thủ chúng ta đã cày nát ruộng bởi sân bóng của Lào, trông như là ruộng vậy các bạn ạ. Dù vậy thì đẳng cấp vượt trội cũng giúp đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo vượt qua và mở tỷ số trong 15 phút đầu tiên. Tiến Linh là người lập công với cú đánh đầu dũng mãnh sau quả tạt của Văn Hậu. Thế trận chủ động vẫn được đội tuyển Việt Nam tạo ra. Lào chỉ có vài lần tạo ra dấu ấn nhưng những cú sút đó thì không nguy hiểm. Trong bối cảnh đó thì người hâm mộ lại lo lắng cho Quang Hải khi phải rời sân ở phút thứ 33 với dấu hiệu bị đau, người vào sân thay là Văn Quyết. Thế trận của tuyển Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều khi Lào tỏ ra bất lực. Ở phút thứ 43, Văn Quyết đóng góp cho bàn nâng tỷ số lên 2-0 với pha thoát xuống nguy hiểm. Tuy anh bị trì cản nhưng bóng bật ra vào đúng vị trí của Hùng Dũng và anh đặt lòng dễ dàng để ghi bàn. Sau hiệp 2 thì một cơn mưa bàn thắng đã xuất hiện khi tuyển Lào xuống sức. Phút thứ 56, Tấn Tài đệm bóng cận thành ở thế thống trải, nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 2 phút sau đó, Văn Hậu tạo ra một pha làm bàn đẹp mắt bằng cú vẩy mã ngoài điệu nghệ trong vòng cấm. Dẫn trước với tỷ số cách biệt, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định thay hàng loạt trụ cột. Hai trong số những cầu thủ vào sân là Văn Toàn và Văn Thanh đã tỏa sáng. Văn Toàn tận dụng khoảng trống ở phút thứ 82 để sút xa nâng tỷ số lên 5-0. Đến phút thứ 90+1, Văn Thanh hoàn tất thắng lợi với 6-0 cho tuyển Việt Nam sau pha dứt điểm ở thế đối mặt với thủ thành Sovalasansor. Huấn luyện viên đội tuyển Lào đã tâm phục khẩu phục trước đội tuyển của Việt Nam. Ông đã chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sau trận thua Việt Nam 0-6 trước trận ra quân bảng B AFF Cup 2022. Chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm ở một cách dễ dàng. Đội tuyển Việt Nam tấn công nhiều ở cánh trái, bàn đầu tiên đến sớm rồi bàn thứ hai. Trận đấu kết thúc sớm. Sau giờ nghỉ chúng tôi đã thay đổi, nhưng Việt Nam đã gây áp lực rất tốt. Họ có nhiều kinh nghiệm hơn, trình độ cũng hơn. Sự thật là chúng tôi không đủ kỹ năng, thể lực và kinh nghiệm. Huấn luyện viên Park Hang-seo thay Quang Hải vào cuối hiệp 1 bằng Văn Quyết. Giải thích cho quyết định này, ông nói: chấn thương của Quang Hải hôm nay tôi vẫn chưa được báo cáo chính xác nên chưa có thể nói gì. Bạn ấy có cảm giác giật cơ nên đã bảo tôi thay thế. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục làm việc với đội ngũ y tế để họ đưa ra kết quả chính xác cho tôi. Trước trận đấu đầu tiên thường khó khăn, nhưng nay ta đã thắng Lào khá đậm. Không phải trận nào chúng ta cũng đá tốt, nhưng hôm nay tôi đã hài lòng với các cầu thủ. Chúng ta sẽ phải nghiên cứu lại để có sự chuẩn bị tốt cho trận ra quân với Malaysia sắp tới. Chúng tôi chơi tích cực và đẩy hai biên cao tấn công ở đó. Hiệp 1 chúng tôi đá thấp, muốn dụ đội Lào đẩy lên để dễ tấn công. Hiệp 2 áp sát và dâng cao, thể lực của họ xuống. Chơi cách này chúng tôi đã thắng khá dễ dàng. Điều mà Việt Nam đã làm tốt nhất ở trận đấu này là nắm giữ khát khao, tinh thần. Đó là điều quan trọng nhất. Đội đã thi đấu cùng nhau nhiều giải đấu và đây là lần thứ 3 thi đấu ở AFF Cup. Tinh thần thi đấu luôn luôn như trận đầu tiên. Những người hâm mộ Việt Nam đến sân đông đảo để cổ vũ. Trước trận đấu, đại sứ quán đã đến thăm đội. Chúng tôi có nhờ và hy vọng sẽ được kiều bào Lào đến ủng hộ đội thi đấu. Khán đài hôm nay chủ yếu là người Việt Nam, khiến chúng tôi dưới sân rất vui khi mang lại chiến thắng cho đội. Ở phút thứ 33 thì Quang Hải đã phải rời sân do bị đau ở phần bắp chân bên trái. Và đây cũng là chân thuận của Quang Hải. Nếu bình thường thì các cầu thủ chỉ cần chườm đá khoảng 15-20 phút là có thể hồi phục lại. Nhưng ở đây thì Quang Hải đã ra sân. Có thể nói đây là một mưu lược của thầy Bắc. Rút Quang Hải ra cũng là một lợi thế để cho Quang Hải được nghỉ ngơi và tạo sự chủ quan cho đội tuyển Lào. Và đây cũng có thể là cách mà ông Park Hang-seo đã che bài, giấu bài của mình trước khi Malaysia vào ngày 27 tháng 12 trên sân nhà. Trước đó thì nhiều người nghĩ rằng ông Park sẽ rút Văn Đức ra nghỉ ngơi vì cầu thủ xứ Nghệ này chơi không tốt ở đầu trận. Nói chung thì màn trình diễn của học trò khiến huấn luyện viên Park Hang-seo không thể giấu nổi niềm vui. Với kết quả này thì tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B với 3 điểm. Hiệu số bàn thắng là +6. Malaysia có cùng 3 điểm nhưng đứng thứ 2 vì chỉ số phụ kém hơn là +1. Malaysia và Lào chia nhau đứng ở vị trí cuối bảng. Ở trận tiếp theo, Singapore sẽ lộ diện khi có trận ra quân gặp Myanmar, còn Malaysia sẽ chạm trán với Lào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.